Cô có chồng rồi đúng không? Cô về nhà ngay đi, chồng cô đang lên giường với người phụ nữ khác đây. Chú ăn nói cho cẩn thận, gia đình cháu đang rất hạnh phúc. Chồng cháu ngoại tình là ngoại tình thế nào ạ? Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Vài tháng quen em ấy, anh cười nhiều bằng cả cuộc đời mình cộng lại. Anh tặng em này. Anh bị làm sao đấy? À, anh tặng quà cho vợ yêu này. Sao hôm nay anh lại xưng hô lạ thế? Mà hôm nay là ngày gì anh lại tặng quà cho em thế này? Có là ngày gì đâu. Hôm nay anh cảm thấy anh yêu vợ nên là anh mua quà tặng cho vợ. Chúng mình hâm nóng tình cảm nhá. Cô ta đâu? Cô nào? Em bị làm sao ấy? Làm gì với cô nào? Em ý nắng bị mê sảng à? Hôm nay anh làm sao thế? Thì hôm nay anh với em không nắm tình cảm được còn gì nữa. Đi vào đây. Thôi, bây giờ em còn đang để xe ở phía dưới, em đi làm đã nhá. Đành thế chứ biết làm sao bây giờ. Một trăm điểm, đúng là không có gì làm khó được thằng Tú ở đâu. Vợ anh sinh ra đúng là để bị lừa mà. Cô ta ấy, còn lâu mới so sánh được bằng em. Thôi, mình quay lại làm nốt chuyện vừa nãy nhá. Này chú phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, rồi bây giờ còn thảnh thơi ra đây ngồi hóng gió nữa à? Chú chưa bao giờ sai, chỉ tiếc là cháu chưa nhìn thấy sự thật. Cháu tin chồng cháu. Hôm đó cháu đã về nhà kiểm chứng, hoàn toàn không phải như những gì chú nói. Chú đừng có mà ăn nói linh tinh nữa. Hãy quan sát kỹ đôi mắt. Sự thật và dối trá đều nằm trong đôi mắt ấy. Anh làm sao thế? Sao anh không ăn? Đồ anh em nấu không ngon à? Đâu có, mì ngon mà. Ngon lắm. Ngày mai em bận đi làm cả ngày đấy nhá. Thế à? Ừ, em cứ đi đi. Anh ở nhà anh tự lo được. Đây, vợ ăn nhiều và mai có sức còn đi làm nữa. Tôi bận rồi, gọi lại sau nhá. Gọi lại sau đi. Anh Tú,
những lúc tôi đi làm. Anh đưa cô ta về nhà bao nhiêu lần rồi? Cô nào? Em ăn nói linh tang tin cái gì đấy? Này, em bị điên à? Em làm cái gì đấy? Anh đừng có nói dối tôi nữa. Chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi là tôi đã biết ngay rồi. Nói dối? Em bảo anh nói dối cái gì cơ? Cái chuyện này đi. Đủ rồi đấy. Tôi nói, bọn tôi quen nhau lâu rồi. Đúng ra ấy, tôi với cô nên ly dị sớm ấy thì sẽ không có như thế này đâu. Tôi thật không ngờ là tôi đã yêu nhầm một người tệ bạc như anh. Còn cô thì sao? Cô chẳng còn yêu tôi như trước kia nữa. Cô đừng tưởng tôi không biết. Cô nhìn đi. Cô nhìn vào đây đi. Nhìn thẳng và nói yêu tôi, yêu cái gia đình này đi. Nói đi, nói đi. Tôi yêu anh. Tôi yêu gia đình này. Tôi với cô chẳng khác gì nhau đâu. Tưởng thế nào? Nếu như không vì anh lừa dối tôi, anh ngoại tình hết lần này đến lần khác, thì tôi cũng đã không như thế này đâu. Hôm nay em ship cũng mệt rồi, đi về nghỉ sớm thôi. Em đừng có giận dỗi anh nữa. Kìa, Lan. Ai thế nhở? Này anh, đề nghị anh lịch sự với cô ấy. Đây á, cô ấy là bạn gái của anh à? Không, nó ấy là vợ của tôi. Sao? Không lẽ cô chưa kể gì về hắn ta à? Tưởng thế nào? Theo luật ấy, thì tôi có thể kiện anh được rồi đấy. Em và hắn ta không hề. Thế là đủ rồi đấy. Mời cô đi xong. Cháu xin lỗi. Bây giờ cháu chỉ mong được làm lại từ đầu để mọi thứ tốt đẹp thôi. Cháu phải làm gì hả chú? Cháu là một cô gái lương thiện. Cháu chỉ cần thật thà với chính mình thôi. Để người khác đi yêu mình thì bắt đầu phải bằng sự thật. Cháu hiểu ý chú nói chứ? Bởi vì em sợ anh sẽ không chấp nhận em. Ngày mai em và hắn ta sẽ ly dị rồi. Anh có chịu tha thứ và chấp nhận em không? Anh đã nghe kể về sự thật rồi. Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm. Anh muốn em hãy cứ sống thật như thế này thôi. Sao anh biết?